Thì đưa đi đã. Đi đưa đã. Đâm xe mình là hiếm phết đấy. Đùa. Mình nó không nặng đâu. Mình là miền Đài ấy. À bên Đài bạn á. Đi ăn cơm đi. Về là muộn. Sương mù dày đặc. Rồi đẹp quá. Bye. Từ nhá, để lấy background nhá, background sau nhá. Đằng sau là trường nhá. 3 2. Quá đẹp luôn. Ở điểm trường kia. Điểm trường. Là anh đứng rồi. Hai anh em làm việc. Các thầy cô giáo, bà con xã Gia Phú đã tạo điều kiện thuận lợi phối hợp với chúng tôi hiện chương trình này. Cảm ơn các tình nguyện viên đã tham gia đồng hành cùng chương trình. Kính chúc các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các tình nguyện viên và bà con luôn luôn mạnh hơn. Sau đây xin mời đồng chí trưởng thôn lên đọc mở. Nha. Ăn rồi được rồi. Vâng, và sau đây là ban tổ chức xin đọc danh sách 10 hộ đầu tiên ạ. Mời bác đứng lên trên này ạ. Lộc. Ba ạ. Vâng ạ. Tẩn tăng vầy. Chảo phả chấm. Bà con có vàng. Pẹp. Thông qua chương trình các nhà hảo tâm và hộ nghèo hiểu thêm hơn qua cơ nghĩa nhà hôn đã nó có những trường hợp ví dụ như ai ép cho người ta ba điểm mỗi tuổi đều hỏa đất nước Việt Nam ta với đồng bào dân tộc. Rồi cọc nha. Con bà. Chia sẻ đồng người Việt. Và ổn định chỗ ngồi cho tất cả bà con. Chúng ta. Tôi nghĩ đúng bắt đầu đang chủ nhiệm bác quan là gió. Gió rồi còn sương mù. Lúc tiếp vù vù vù. Ở đây nó ở đây lên cái điểm. Cái quang nó mùa đông mà. Thank you.
Chơi xem thử đi, chơi xe với hơn nữa chụp anh đi.
chào Phú Long nữa. Hàn Đề Thi. Ôi thác này, thác này đẹp không? Xuống tắm thế bác Tài ơi, cho xuống tắm thế đi. À bác Tài ơi, tí ra qua thác đổ anh nhá. Đổ giữa thác, làm kiểu ảnh thôi, xong té. Đẹp quá, cái thác này đẹp quá. Ờ à, đúng giữa suối chụp kiểu. Ôi đi thích ơi. Gì? Thế nào đây, đít nhất thế nào đây? Chụp ảnh đi! Đứng đây chụp ảnh đưa dung nào. Đấy, chụp được sau đi.